những cái điều mới trong ngày đầu năm. Năm mới thì có công việc mới, có tâm trí mới, có sức khỏe mới, rồi có cái suy nghĩ mới. Chúng ta học về những điều mới để mong rằng là trong một năm nay chúng ta có nhiều cái điều tốt lành hơn năm cũ. Và cũng là trong những cái chủ đề đó thì buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 40 câu 31 nói về cái việc mà Chúa ban cho chúng ta sức mới, như là cái chủ đề mà chúng ta in ở trên cái bảng ở trên đây: ai trong đời Chúa thì chắc chắn sẽ được sức mới. Để một năm chúng ta có thể làm việc được tốt, chúng ta cần phải có sức lực. Một năm mới, công việc mới, nhiều thách thức mới, chúng ta cần phải có sức mới. Và dựa theo lời của Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm để chúng ta tìm được một cái sức mới ở trong một cái năm mới này. Làm sao đó để đời sống chúng ta thực sự được đổi mới, thực sự được kết quả mới ở trong sự ban cho của Chúa. Và giờ đây tôi xin mời tất cả chúng ta đứng lên và chúng ta cùng đọc lớn tiếng Kinh Thánh Ê-sai đoạn 40 câu 31 được chiếu trên bảng. Chúng ta cùng khởi sự: nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen. Xin mời quý hội thánh chúng ta đồng ngồi. Chúng ta phải khẳng định một điều rằng tất cả mọi người ở trong chúng ta đã sống ở trên thế giới này thì ai cũng có một lúc nào đó bị mệt mỏi. Có thể vì thể chúng ta mệt nhọc, nhưng mà cũng có thể vì tâm trí chúng ta là nó xuống cấp rồi, là chán nản, chúng ta mệt mỏi về tâm trí, về tinh thần. Thông thường thì khi mệt mỏi thì chúng ta làm gì? Mệt quá thôi, giờ đi khám xem coi lý do tại sao vậy, xong rồi đi vào trong bệnh viện nữa, có thể lắm. Mệt quá thôi bữa nay nghỉ một bữa đi, ở nhà không đi làm nữa. Rồi mệt quá bây giờ chỉ đi ngủ thôi, nghỉ ngơi thôi, không làm gì cả. Tất cả những điều đó nói lên rằng là con người ta muốn có được cái sự phục hồi. Khi mà đối diện với cái sự mệt mỏi, muốn phục hồi để trở nên một cái gì đó nó như là ở ban đầu. Khi mà một người nhận thấy cái sự mệt mỏi ở trong đời sống của mình thì có rất là nhiều cái nguyên nhân. Có thể vì cái nguyên nhân đó là nó đến từ cái tổn thương ở trong tinh thần, bị căng thẳng quá. Có những em học sinh học rất là căng thẳng, do đó cảm thấy lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng là uể oải. Hay là trong đời sống của một gia đình thì có nhiều cái lục đục về vấn đề tình cảm. Cha mẹ không hiểu con cái không có thấy được tình yêu của cha mẹ đối với mình. Vợ chồng thì thiếu sự chăm sóc nhau, thiếu cái sự thông cảm với nhau. Do đó thấy là trong đời sống mối quan hệ gia đình thì cảm thấy rằng là quá mệt mỏi và chán chường. Hay là có người thì ở trong cái mối quan hệ làm việc nó tạo ra nhiều cái xung đột quá, và do đó thấy mệt mỏi uể oải trong công việc. Có người thì làm việc quá sức, một ngày làm 10 tiếng, 12 tiếng hoặc thậm chí là 16, 18 tiếng đồng hồ, cũng gây ra cái sự mệt mỏi, căng thẳng. Hay là có người không làm gì hết nhưng mà ở trong lòng thì lại cứ mang một cái công việc gì đó nó nặng hơn là cái khả năng của mình, nó quá sức cái khả năng của mình, làm cho con người đó có thể dẫn đến sự mệt mỏi. Và khi mà người ta mệt mỏi thì người ta muốn giải quyết cái sự mệt mỏi đó đi để có được một sức lực mới để có thể làm được tiếp tục những công việc mà đang chịu đựng. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cũng không thoát khỏi cái việc là đời sống chúng ta lúc nào đó bị mệt mỏi, lúc nào đó chúng ta thấy rằng là cái sức lực chúng ta không hao mòn đi, yếu quá đi, chúng ta thấy uể oải mà không muốn làm gì hết. Đó là thực tế. Nhưng dù cho chúng ta là ai đi nữa, chúng ta cũng phải có cái sự khác biệt đối với thế gian. Người thế gian thì người ta mệt mỏi sao uể oải, người ta không có cách để mà giải quyết được cái mệt mỏi uể oải đó, không có cách để phục hồi lại được cái sức mới, một cái sức lực mới mẻ ở trên đời sống của họ. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có cách. Và cách đó thì ở trong lời của Chúa Trời. Việc đầu tiên nó liên quan đến đức tin.
Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là đấng làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và lời hứa của Chúa thì rất là mênh mông, rất là nhiều ở trong Kinh Thánh đầy dạy những lời hứa để phục hồi những con. Ở trong Thi Thiên 121 câu 3, lời của Chúa hứa với chúng ta đây: Ngài sẽ không để cho chân ngươi siêu tó, Ngài là đấng gìn giữ ngươi, Ngài không hề buồn ngủ. Chúng ta bị mệt mỏi, đi không muốn nổi nữa, chân tay run rẩy, không còn sức lực nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đã hứa là không để chúng ta cái chân phải run rẩy, hay là cái chân bước lên không nổi, hay là uể oải không làm được gì cả. Chúa hứa là Chúa không để chúng ta bị cái trường hợp như vậy. Chúa là đấng luôn luôn gìn giữ chúng ta, để chúng ta không phải bị sa sút. Chúa luôn luôn canh chừng chúng ta, để khi nào thấy rằng là chúng ta mệt mỏi yếu đuối, Ngài sẵn sàng giúp đỡ để nâng chúng ta dậy, vươn chúng ta lên. Ngài không hề buồn ngủ. Đôi lúc chúng ta ngồi, chúng ta chăm sóc cho người nhà của chúng ta, nhất là những người ốm đau bệnh tật ở trong bệnh viện, chúng ta buồn ngủ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta có thể ngủ quên. Chúng ta rung cho con mình ngủ, nhiều khi con chưa ngủ thì là cha hoặc mẹ đã ngủ trước rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài canh giữ chúng ta, Ngài không hề buồn ngủ. Amen. Amen. Bởi cái đức tin đó, chúng ta tin rằng Chúa Ngài luôn luôn canh giữ chúng ta, Ngài sẵn sàng, Ngài thấy khi nào chúng ta mệt mỏi, chúng ta yếu đuối, chúng ta sa sút, Ngài sẽ tìm sức cho chúng ta. Điều đó là hiển nhiên. Vì thế lời của Chúa rất là rõ ràng cho chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta có được sức mới. Sức mới đó cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là một cái cụ thể của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhưng mà còn kèm theo điều kiện. Điều kiện đó chỉ có một thôi, đó là gì? Trông đợi Đức Giê-hô-va. Và cái bí quyết đó là sự trông đợi. Và bây giờ thì chúng ta tìm hiểu, xem coi cái bí quyết này nó được thực hiện như thế nào để chúng ta nhận được sức mới của Chúa đây. Bí quyết có nghĩa là không phải dễ dàng để cho tất cả mọi người được biết, mà chỉ có một số người nào đó nắm giữ được thôi thì mới biết được, thì người ta mới gọi là bí quyết. Do đó tôi tin rằng buổi sáng hôm nay những người ngồi đây để có thể nghe được lời của Chúa, chúng ta nắm được cái bí quyết để làm sao chúng ta có được sức mới ở trong Chúa đây. Ở đây nó có hai cái từ trông đợi, ghép lại thì nó là một từ, là trông đợi, nhưng mà tách ra thì nó là hai cái ý nghĩa. Chúng ta hiểu được hai cái từ trong đời này, chúng ta có thể thực hành được việc làm sao nắm giữ được sức mới mà Chúa Ngài ban cho. Đó là bí quyết đó. Ở trong tiếng Việt, người ta dịch Kinh Thánh từ ở trong tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái ra, thì cái từ trong đời này rất là hay, rất là ý nghĩa đối với người Việt Nam. Người nước ngoài thì khó có thể hiểu được một cách thật là sâu sắc ở trong cái từ trong đời. Phải rất là nhiều cái giải thích thì người nước ngoài, các nước phương Tây ở châu Âu hoặc là châu Mỹ khó hiểu. Nhưng Việt Nam thì tôi nghĩ là nó dễ hiểu hơn cho chúng ta. Cái từ trong đời thì ở trong bản Kinh Thánh NIV đó, NIV đó, thì người ta dịch đó là sự hy vọng, trong đời cũng như là sự hy vọng. Mà nếu mà hiểu là cái sự hy vọng thì nó lại càng mông lung cho người Việt Nam, nó khó hiểu hơn. Cảm ơn Chúa, chúng ta có được lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, có được cái ngôn ngữ của tiếng Việt Nam làm chúng ta dễ hiểu hơn. Trông có nghĩa là hướng về. Lời của Chúa trong Kinh Thánh, Thi Thiên 130 câu 6, lời Chúa chỉ cho chúng ta về vấn đề là trông đợi đây. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. Trông tức là hướng về. Và Kinh Thánh Thi Thiên 130 câu 6 cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của người lính canh trông làm sao đó để cho trời màu sáng. Màu sáng để làm gì ạ? Hết ca đó. Một đêm thì rất là dài đối với một người lính canh. Còn nếu mà chúng ta ngủ thì chúng ta thấy cái một đêm cũng không dài lắm đâu. Nhắm mắt ngủ tới sáng thôi. Phải không ạ? Nhưng mà nếu mà thức khuya có một cái công việc gì đó, chúng ta mong sao cho nó
trong xa đó cho nó màu hết đêm, màu tới sáng. Thì cái tâm trạng của người lính nhanh cũng vậy, mong làm sao đó cho trời hết sáng, đó là trông. Cứ ngó ra coi vừng thái dương đã có được mọc lên chưa, ngó để coi coi có ai đi ra thay thế mình không, lắng tai nghe xem có cái tiếng gõ kẻ là hết giờ chưa. Đó là cái sự trông, trông là hướng về. Mà ở đây thì Chúa nói là trông đợi Chúa rồi, trông Chúa rồi, tức là luôn luôn hướng về Chúa, tập trung về Chúa. Tập trung về Chúa nghĩa là không để cho cái tâm trí của mình, mắt mũi giác quan của mình hay tấm lòng của mình hướng đi chỗ khác, chỉ tập trung về Chúa. Đó là ý nghĩa của cái từ trông. Một câu kinh thánh nữa cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một người đang trông. Thi Thiên 123 câu 2: mắt của kẻ tôi tớ trông tay nơi ông chủ mình, mắt con đòi trông tay nơi bà chủ mình, thể nào thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Trông tức là hướng về. Và đây là cái hình ảnh mà giống như mà một người làm công mà trông đến ông chủ, ông coi chừng nào trả lương cho mình, đưa tiền cho mình, ông tặng quà cho mình, hay là ông thưởng cho mình. Hay là như một người đầy tớ trông ngóng ngay nơi cái bà chủ của mình, khi nào mà người bà chủ mình tặng quà cho mình, bà chủ đó là trả lương cho mình, bà chủ nó khen thưởng mình, bà chủ nó cho mình cái vấn đề gì đó, một cái vật nào đó, thì đó là trông. Kinh Thánh mô tả rất là rõ về cái từ trông này để chúng ta hướng về tâm trí, tấm lòng của mình, hành động của mình, tất cả những cái đời sống của mình hướng về Chúa. Do đó đây là một cái yếu tố rất là quan trọng và đầu tiên để chúng ta có thể nhận lãnh được sức mới từ nơi Chúa. Lời của Chúa Giêsu ngài chỉ cho chúng ta rất rõ, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và cái từ tìm kiếm đó nó cũng mang ý nghĩa là trông, tức là mình luôn luôn hướng về, luôn luôn ngóng trông tới về nước của Chúa, về nước thiên đàng. Và đó là một trong những bí quyết để chúng ta có thể nhận được sự mới, có nghĩa là trông ngóng về Chúa. Cho đến khi nào? Lời Kinh Thánh nói cho đến khi nào Ngài thương xót chúng tôi, ở trong Thi Thiên 123 câu 2. Điều này cho chúng ta thấy là chúng ta trông ngóng không ngơi nghỉ, không chấm dứt, cho đến khi nào mà Chúa Ngài ban cho chúng ta sức lực mới. Và như thế thì sao? Rồi chúng ta thì thỏa lòng là có được sức mới rồi. Như vậy đến lúc đó chúng ta còn trông ngóng nữa không? Dạ xin thưa, vẫn tiếp tục trông ngóng để chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc chúng ta nhận được sức mới, sức mới, sức mới, sức mới của Chúa. Chúng ta nhận được sức mới của Chúa qua cái sự trông ngóng. Điều đó cho chúng ta thấy thêm một cái ý nghĩa nữa của cái sự trông đợi, đó là gì? Chúng ta trông, đây là trông về Chúa. Để làm gì? Để Chúa ban phước cho chúng ta. Chúa ban sức cho chúng ta có nghĩa là Chúa Ngài đang ban phước cho chúng ta. Chúng nữa chúng ta sẽ lý giải là lý do tại sao nó liên quan tới sự ban phước. Ở đây chúng ta có một cái từ nữa, đó là đợi. Từ trông đợi đó là một từ ghép giữa trông và đợi. Và từ đợi đây thì nó mang ý nghĩa gì thế nào? Ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 18 cũng nhắc tới cái sự chờ đợi đây. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi, Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Amen. Lời Chúa rất là rõ, phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Nếu chúng ta trông đợi Chúa, có nghĩa là sao chúng ta được phước, chứ không đơn giản là chúng ta được sức mới từ nơi Chúa. Đây là một lẽ thật rất là nhiệm màu, bởi vì như người thế gian là nói có sức lực rồi, xin Chúa ban sức khỏe, hay là cầu mong sao cho năm nay tôi được sức mới, được sức khỏe thôi, điều đó đủ rồi. Và phải vậy, quý vị, chúng ta được sức mới từ nơi Chúa có nghĩa là chúng ta đã nhận được phước, có sức lực chúng ta có thể làm được mọi chuyện. Nhưng nếu không có sức thì sao? Không làm được việc gì nữa. Tất cả chỉ là suy nghĩ, tất cả chỉ là mơ ước, và mọi sự thì đều trở y như là vị trí ban đầu. Nhưng nếu chúng ta có sức lực, chúng ta có thể làm được nhiều việc. Mà nhất là sức từ nơi Chúa, chúng ta có thể làm được
trỗi hơn tất cả những điều mà chúng ta suy nghĩ. Bởi vì chúng ta nhờ cậy nơi sức lực của Chúa. Nói tới cái từ đợi, khi mà nói tới đợi hay là chờ thì tôi nghĩ tới cái việc là phải có thời gian. Không thể nào nói đợi mà không có thời gian được, phải không ạ? Tôi đã từng phải đợi đợi cho tới cái ngày để con tôi có thể học xong và đi về, có phải là một khoảng thời gian dài không ạ? Đợi đến một ngày nào đó, hồi trước xưa tôi chưa có bảo đợi đến cái ngày để tổ chức lễ cưới. Đợi đến một ngày nào đó, mình biết trước rồi nhưng mà nó chưa tới. Lúc mà tôi sửa nhà cũng phải có 2 tháng, 3 tháng thì mới xong, thì mới có được cái nhà. Do đó cái từ đợi nó liên quan tới thời gian. Dù đó là một ngày hay là một tiếng đồng hồ, hay là một thời gian 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng hay một năm đi nữa, thì cũng phải có một khoảng thời gian. Do đó cái đợi chờ thì nó liên quan tới thời gian. Khi mà chúng ta không đợi Chúa, chờ hoài mà không thấy, chúng ta hãy nhớ lại, đợi thì phải có thời gian. Phải có một khoảng thời gian, mà thời gian đó ở đâu? Do Chúa chứ không phải do mình. Bởi vì cái nguồn từ nơi Chúa đến, chứ không phải là từ nơi chúng ta mà chúng ta quyết định được là một ngày hay là 2 ngày hay là 3 ngày hay 5 ngày hay là 1 tiếng đồng hồ. Thời giờ do Chúa. Hãy nhớ tới một điều, trong hướng về Chúa, đợi từ nơi Chúa, đợi liên quan đến thời gian. Đôi khi là chúng ta bị rơi vào trong hoàn cảnh chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta thể cạn kiệt sức lực của mình rồi, nhưng bây giờ phải chờ đợi. Có phải vậy không ạ? Có người thiếu nợ, mình biết rằng là Chúa sẽ giải quyết tiền nợ cho mình ở trong một cái gì nào đó, nhưng mà chắc chắn là Chúa sẽ cho mình cái cách để mà giải quyết nợ. Nhưng mà không biết bao lâu đi, cứ mỗi ngày trôi qua đối diện với chủ nợ, đối diện với cái thế của ngân hàng tới kêu đóng tiền hàng tháng, có phải là uể oải mệt mỏi không ạ? Nhưng mà chúng ta có giải quyết được không? Không, chúng ta vẫn phải đang trong đợi Chúa đây. Và cái thời gian đó chúng ta phải hiểu rằng do Chúa quyết định. Đôi lúc chúng ta làm công việc mệt mỏi quá, chúng ta muốn được phục hồi lại, chúng ta cũng phải đợi thôi mà. Không thể nào phục hồi được ngay một lúc, 5 phút, 10 phút cái nó khỏe lại như là lúc ban đầu, như là còn trẻ. Không phải như vậy. Nhưng mà phải phục hồi lại cũng cần phải có thời gian. Và nhất là ngày hôm nay, vấn đề thời gian nó rất là quan trọng với chúng ta đây. Cái thế hệ ngày nay, cái gì cũng muốn nhanh. Cái gì cũng muốn nhanh. Do đó là các dịch vụ hiện nay người ta đưa ra là sao? Xe tốc hành. Đi xe từ đây ra tới Vũng Tàu có thể rằng là 3 tiếng hay 3 tiếng rưỡi. Nhưng bây giờ có những dịch vụ đi chỉ có 1 tiếng 45 phút thôi. Và thậm chí có những cái tàu cao tốc đi chỉ có 45 phút là ra tới Sài Gòn. Từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu. Muốn làm sao đó để công việc nó giải quyết thật là nhanh. Nhưng mà Chúa thì sao? Chúa muốn chúng ta sống chậm lại. Do đó nó có cái từ là chờ đợi. Hãy chờ đợi con, hãy chờ đợi. Hãy chờ. Nhưng mà lý do tại sao Chúa lại muốn chúng ta chờ đợi? Cái điều thứ nhất, Chúa muốn chúng ta chờ đợi để dẹp bỏ đi tất cả những cái công việc khác. Chờ đợi Chúa. Mà nếu mà chúng ta cứ chú tâm vào những công việc khác thì sao? Chúng ta sẽ không có đạt được mục đích là chờ đợi Chúa. Ở trong Kinh Thánh có một cái câu chuyện nói tới 10 người nữ đồng trinh đón chờ chú rể. Ai thì cũng chuẩn bị đèn dầu thắp cho sáng để chú rể đến, thì có đèn đó rước chú rể và đi. Nhưng mà trong đó có 5 người thì chuẩn bị dầu đầy đủ, nhưng mà có 5 người thì có đèn thôi mà không có dầu. Cho đến lúc mà chú rể đến thì sao? Chú rể đến thì chỉ có 5 người được rước, còn 5 người kia là sao? Mãi đi phải lo để sắp xếp chuẩn bị, do đó không có gặp được chú rể. Ở đây Chúa muốn chúng ta tập trung vào một mình Chúa thôi. Tất cả những công việc khác muốn được phục hồi thì sao? Phải chờ đợi. Chờ đợi nghĩa là buông bỏ đi tất cả những công việc, buông bỏ đi tất cả những gì đó nó vướng víu với mình, và chỉ tập trung vào một mình Chúa trong cái sự thành công. Trông là hướng về Chúa. Do đó một người thực sự là trông đợi thì sao? Hãy ngưng nghỉ tất cả những cái công việc mình đang quan tâm.
Tôi nói ngưng nghĩ những cái công việc mình đang quan tâm. Có nghĩa là sao? Là không có chú trọng những cái công việc đó nữa. Không có đặt công việc đó là số 1 trong cuộc đời của mình nữa, ở trong đời sống của mình nữa. Nhưng hãy đặt Chúa là trọng tâm để chúng ta trông ngóng và chờ đợi. Có thể lắm chúng ta ngưng nghĩ đi tất cả mọi công việc để chúng ta ngồi yên lặng, để suy gẫm, để suy tư về sự hiện diện của Chúa, về lời của Chúa Trời, để lắng tai nghe tiếng phán của Chúa. Trong những ngày thường chúng ta bị ồn ào bởi tất cả những điều của thế gian này, làm chúng ta bị chi phối. Và cái từ trông đợi nó hầu như là rất là xa lạ với chúng ta, bởi vì chúng ta cũng có ngắm trông Chúa đó, nhưng mà chỉ trong giây lát. Chúng ta không còn chờ đợi nữa, và chúng ta nỗ lực bản thân bằng sức lực của mình để chúng ta có thể cải thiện, chúng ta giải quyết công việc này, công việc kia. Nhưng mà lời Chúa chỉ cho chúng ta trông đợi, nghĩa là hướng về Chúa và chúng ta chờ đợi Ngài. Hãy lắng lòng mình xuống, chờ đợi tất cả những điều mà Chúa đời Ngài làm qua tiếng phán của Ngài. Ngày hôm nay thế giới này rất là ồn ào, nhưng mà tiếng phán của Chúa thì sao? Mình bỏ, mọi người bỏ qua, không có lặn mình xuống để nghe tới tiếng phán của Chúa. Thi Thiên thứ 27 câu 14 là lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta có sự khích lệ cho chúng ta, giống như là một mạng lệnh. Thi Thiên 27 câu 14, lời Chúa nói rằng: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Bắt đầu bằng cái từ hãy, đó là một mạng lệnh mà Đức Chúa Trời Ngài phán với con dân của Ngài. Hãy trông đợi Đức Chúa Trời, trông đợi một cách là vững lòng bền chí. Điều này nói cho chúng ta thấy rằng là chúng ta trông đợi phải có thời gian, phải bền chí vững lòng để Chúa Ngài phán, để Chúa Ngài hành động. Hãy ngồi im để Chúa Ngài làm, đừng làm thay Chúa, đừng chạy trước Chúa, đừng manh động, hay là đừng giống như ngày nay người ta nói là cầm đèn chạy trước ô tô, đừng tự giải quyết, nhưng mà hãy để Đức Chúa Trời hành động. Đặc biệt đây là một cái mạng lệnh được nhắc đi nhắc lại hai lần: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Cái mạng lệnh này rất là quan trọng, là được nhắc lại, nhắc đi nhắc lại để chúng ta hãy trông đợi. Đôi lúc chúng ta không có đủ kiên nhẫn để trông đợi sự trả lời của Chúa ở trong cái lời cầu nguyện của mình, hay là cũng không có thể chờ đợi để Chúa Ngài hành động. Thường thì chúng ta hay làm dùng cho Chúa. Một cái ý nghĩa nữa rất là quan trọng ở trong cái câu kinh thánh này, đó là sự mới. Đơn giản hồi xưa tôi cứ nghĩ là sức mới là sức mới. Nhưng mà sau một thời gian tôi suy gẫm kinh thánh thì tôi thấy là Chúa dạy bảo cho chúng ta rất là nhiều điều trong cái từ sức mới này. Rất là thực tế thưa quý vị. Đó là Chúa ban chúng ta sức mới không phải vì chúng ta không có sức, nhưng mà trước đó chúng ta có sức, nhưng mà chúng ta bị hao mòn đi rồi, có phải vậy không ạ? Và bây giờ Chúa cho một cái sức mới, chứ không phải là Chúa phục hồi lại cái sức lực của chúng ta. Cái điều quan trọng là nằm ở chỗ này. Hồi trước đây chúng ta có thể giải quyết cái công việc này công việc kia bằng cái sức lực của chúng ta, nhưng mà bây giờ cái sức khỏe đó nó hao mòn đi rồi, cái tâm trí nó bị hao mòn đi rồi, cái tấm lòng nó bị mòn mỏi đi rồi, chúng ta không thể nào làm công việc đó. Và bây giờ Chúa tái tạo cho chúng ta một đời sống mới, chúng ta có một cái tâm trí mới, một sức lực mới, một tấm lòng mới để có thể làm những việc mà to lớn hơn những công việc mà trước đây chúng ta làm. Chứ không phải là Chúa phục hồi lại giống như là một cái xe cũ rồi Chúa sửa lại để cho nó có một cái sức lực giống như là ban đầu, không phải như vậy quý vị. Nhưng mà Chúa tái tạo chúng ta bằng quyền năng của Ngài để chúng ta có được sức mới. Và Kinh Thánh thì chỉ cho chúng ta được cái hình ảnh của sức mới đó, đó là sức từ nơi Chúa. Cái hình ảnh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là cái hình ảnh mà sức lực Chúa Ngài ban cho. Nó khác với cái sức lực mà chúng ta có sẵn trước đây rồi bị hao mòn đi, hoàn toàn mất nát. Và đó cũng là cái gì?
Đó là cái sự ban phước của Chúa đó. Nếu chúng ta trông đợi Chúa thì chúng ta chắc chắn sẽ được ban phước. Phước đó là gì? Có được sức mới. Cái sức mới đó là mới bày cào. À, những con chim khác đó, thì sao? Nó phải vận dụng đôi cánh của nó, sức lực của nó để nó cất cánh, nó bay từ nơi này qua nơi kia, nó truyền từ cành này qua nơi kia bằng tất cả cái sức lực của nó. Nhưng ở đây Kinh Thánh chỉ chúng ta cái hình ảnh của con chim ưng. Con chim ưng thì nó bay rất là xa, bay rất là cao, nhưng mà không phải bởi sức của nó, bởi đôi cánh của nó dang ra và gió nâng nó lên để đôi cánh của nó xoải ra đằng sau để nó có thể lao tới đằng trước. Hoàn toàn không phải bởi sức lực của nó. Đó là đặc điểm mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy là một người được Chúa ban sức mới. Sức mới ở đây có nghĩa là sức lực của Chúa. Chúng ta có sức lực của Chúa, chúng ta sẽ làm được nhiều việc và nó vĩ đại, lớn lao vô cùng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Và chỉ có những người trông đợi Chúa thực sự thì sao mới nhận được cái sức mới để có thể làm được kết quả lớn lao như vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta được phục hồi sức lực và chúng ta làm được giống như ngày hôm qua thì đó không phải là sức mới. Đó không phải là hình ảnh của con chim ưng. So với các loài chim khác nó cũng bay, những người khác ở trên thế giới này họ cũng đang làm việc bằng cái sức lực, nhưng mà Chúa ban chúng ta sức mới để làm những việc lớn lao hơn, mà không phải bởi sức lực của chúng ta, không phải bởi sự cố gắng của chúng ta như hình ảnh con chim ưng. Con chim ưng nó không phải vẫy cánh giống như là một cái gì đó nó như con gà, nó vẫy nó quạt cái cánh gì, nhưng mà nó không có cái cánh lên được. Nhưng mà chim ưng nó chỉ cần xoáy cánh ra thôi là nó bay, nó lượn ở trên bầu trời, nó lao từ ở trên đỉnh núi cao đó mà xuống dưới ngay cái mặt biển để nó có thể chụp được con mồi, và không phải bởi sức lực của nó. Sau khi chụp được con mồi, nó chỉ quơ một cái vẫy một cái đôi cánh của nó rất là nhẹ nhàng thì nó lại bay lên trở lên không trung, nhờ vào sức gió, nhờ thế và nhờ năng lượng bởi tất cả những cái hoạt động của đôi cánh, của bộ lông và không khí và gió. Chúng ta nhận được sức mới không phải bằng cái nỗ lực của chúng ta để chúng ta có thể làm được công việc này, công việc nọ, nhưng là bởi ơn của Chúa, bởi quyền năng của Ngài, bởi sức lực từ nơi Chúa để chúng ta có thể vượt qua được. Và chính vì điều đó thì sao? Chúng ta không còn mệt mỏi nữa. Một người đó là lái xe, tôi nghĩ rằng là ai mà lái xe thì có thể kinh nghiệm được điều này. Có những đoạn đường chúng ta không phải lái xe, cái xe nó chạy không phải bằng động cơ nữa, nhưng mà chạy bằng hơi trơn. Lúc đó máy có thể giống như là nó trở về garanti, nó êm đềm rồi, nhưng mà xe cũng vẫn chạy, nhưng mà một cái trơn rất là nhanh. Đó là một hình ảnh có thể giúp cho chúng ta minh họa được cái nhận được sức mới của Chúa, và chúng ta hoàn thành được công việc, vượt qua khỏi những cái nỗi khó khăn đó trong cuộc đời này nó như thế nào. Khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta uể oải, Chúa đến, Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể thay đổi, thay cái lông đổi cái cánh, thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái tâm trí của mình, thay đổi cái tấm lòng của mình để mình nhận được những điều mới mẻ ở trong sức của Chúa, để chúng ta có thể giải quyết được tất cả những ưu phiền, những cái đau khổ, những cái nản lòng. Nhưng có một điều, không phải rằng là cứ trong đời Chúa rồi Chúa đùng một cái Chúa ban cho chúng ta sức mới, nhưng mà cũng có quy luật của nó. Lời của Chúa Giêsu ở trong cái lần Giăng đoạn 15, một cái nho mà muốn có trái thì sao? Phải chịu kỳ cái sửa. Tôi đọc thấy cái câu Kinh Thánh mà nói về cái con chim ưng trong cái ví dụ của Ê-sai đoạn 40 câu 31 mang một tính chất, nó liên hệ tới một cái câu chuyện truyền thuyết về đại bàng. Tôi không biết là cái việc này nó có thật hay không, nhưng mà cái câu chuyện nó như thế này. Một con chim ưng, con chim đại bàng, nó già rồi thì nó muốn dậy lên, rồi cái mỏ của nó thì nó cũng mòn đi, không đủ sắc, móng vuốt nó cũng vậy. Nó bắt đầu làm cuộc cách mạng thay đổi, nó đi đến một cái chỗ kín đáo, nó dùng cái mỏ của nó để nó nhổ hết lông mà nó ra để cho mọc lông mới. Nó mài cái mỏ nó vô trong đá để cho cái mỏ của nó văng ra, nó lột cái mỏ bên ngoài ra và cái mỏ mới được mọc lên. Cái móng vuốt nó cũng được cào để thay móng vuốt mới, và lúc này nó được lột xác trở nên một con đại bàng.
cái câu chuyện đó để giúp chúng ta thấy rõ hơn cái phần kinh thánh là Kinh Lành Giăng đoạn 15, Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cây nho để nói việc Chúa tỉa sữa. Nếu mà cái nhánh nho nào mà không có trái, cắt bỏ con nhỏ. Nhưng mà muốn có trái nhiều thì sao? Cũng phải cắt. Nhưng mà cắt không phải cắt bỏ mà cắt tỉa. Tỉa để đâm chồi mới, và cái chồi đó nó có nhiều cái trái hơn. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta muốn được sức mới từ nơi Chúa, chúng ta cũng phải chịu Chúa tỉa sữa. Tại sao Chúa gian ác, Chúa ác độc vậy? Có nhiều người nói như thế. Chúa để con yêu chứ tại sao Chúa không phải tỉa sữa, Chúa làm điều này điều kia cho trên cuộc đời của con? Dạ xin thưa, Chúa thương chúng ta, Chúa mới làm điều đó. Lời của Chúa nói rất là rõ, cha mẹ có thương con thì mới tỉa sữa con. Điều thứ hai, chúng ta cần phải tỉa sữa. Lý do tại sao vậy? 1 phút hay là 30 giây để chúng ta tự suy nghĩ. Có khi nào chúng ta nói rằng là chúng ta là đời sống thực sự được thắng chế chưa? Xin thưa không? Lời của Chúa nói không có một người nào là không có tội. Có thể lắm, những cái tội lỗi đó chúng ta cần phải được Chúa tỉa sữa, Chúa gạt bỏ ra. Vết thương phải được sát trùng, phải bôi thuốc đỏ, thuốc sát trùng vào. Nó hơi rát đó, nhưng mà nó được lành. Cũng giống như vậy, mỗi con người chúng ta muốn nhận được sức mới của Chúa, trong đời Chúa đến và Chúa làm việc trên đời sống của chúng ta. Chúa gột bỏ đi tất cả những cái gì đó mà nó còn lợn cợn ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta thực sự được thánh khiết, để nhận lấy sức mới từ đời Chúa. Một cái bình dường không thể nào người ta rót nước hoa vào trong đó, tẩy sạch cái bình đó để có thể nhận được những điều quý giá hơn. Do đó một cái điều mà có thể rằng là nhiều người không thích, nhưng mà nếu chúng ta muốn nhận được sức mới, phải chịu sự tỉa sữa của Chúa để chúng ta có thể đón nhận được trọn vẹn sức mới từ nơi Ngài. Khi mà Chúa làm việc là cái đời sống chúng ta, để chúng ta trở nên được trọn vẹn, chúng ta có sức mới, chúng ta sẽ được bay cao như con chim ưng, có nghĩa là sử dụng được cái sức lực từ nơi Chúa. Thi Thiên thứ 84 câu 5: phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Và chúng ta được cất cánh bay cao như chim ưng có nghĩa là sao? Chúng ta được sức lực từ nơi Chúa, rất là rõ ràng thưa quý vị. Ở trong Thi Thiên thứ 84 câu 7, lời của Chúa nói rằng là dân Israel họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Dân Israel họ quay trở về đền Jerusalem, họ càng đi sức lực của họ càng thêm, không có mệt mỏi. Và đó là hình ảnh đi mà không mòn mỏi. Cái phần kinh thánh này muốn nói rằng không phải là chúng ta đi ở dưới thế giới này, đi từ đây ra chợ Hòa Phú để không mệt mỏi đâu, nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta một cái gì đó cao quý hơn. Quãng đời chúng ta đang sống ở dưới thế giới này như là một hành trình đi về nhà cha ở hiện đại. Chúng ta sống ở dưới thế gian này nó rất là nhiều cái trắc trở, nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn, nhiều cái nó đến mà chúng ta không muốn. Nhưng nhờ sức lực của Chúa, chúng ta thấy rằng cái quãng đường từ thế gian này mà chúng ta đi về thiên đàng cùng với nhà của Chúa thì sao? Nó trở nên vui vẻ, nó trở nên là vui mừng, trở nên phước hạnh, trở nên bình an, chứ không phải là đi một cách là bị mòn mỏi, đi một cách thật là hùng dũng, đi một cách là khỏe khoắn bởi sức lực của Chúa. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những trắc trở của cuộc đời này nếu chúng ta trông cậy Chúa, Chúa ngài ban phước chúng ta qua sức mới. Chạy mà không mệt nhọc, ở đây cái từ chạy đó nó không phải là nói với chúng ta rằng đó là một cái sự vội vã hay là một cái gì đó gấp gáp, không phải vậy đâu. Nó mang ý nghĩa rằng là đó là một sự thi đua. Đây là nói về một cuộc chạy đua. Chúng ta chạy đua như lời Phao-lô nói, đó là tôi chạy hầu cho đến được dừng giải. Chúa đặt để chúng ta mỗi người sống ở dưới thế giới này
để làm sao đó chúng ta có thể phô bày ra được điều tốt lành, như là lời Chúa Giêsu nói các ngươi là sự sáng, các ngươi là muối của đất. Chúng ta cùng thi đua với nhau để bày tỏ đời sống vinh hiển của Chúa ở trên mỗi cuộc đời chúng ta cho những người khác ở trên bước đường từ thế gian này đi về với nhà của chúng ta ở trời. Chúng ta như là những lực sĩ chạy đua để giành được cái sự vinh hiển mà Chúa này trao chúng ta qua cái máu trường thi vinh hiển Chúa thưởng cho các con cái và tuổi thơ của Ngài. Chúng ta thi hành cái việc đó một cách thật là vui mừng bình an, chứ không phải một cái tâm trạng mệt mỏi. Chúng ta đi giữa cuộc đời này để trở về với nước thiên đàng, nơi nhà của Đức Chúa Trời, không phải là một cái tâm thế mòn mỏi. Và chúng ta cũng nên nhớ là đang sống ở giữa thế giới này, đang sống ở giữa thế gian, dù cho một người nào đó có một cái tâm trí, có một sức lực dù mạnh mẽ như thế nào nữa thì cũng có lúc yếu đuối, cũng có mệt mỏi. Nhưng mà mỗi lần yếu đuối mệt mỏi đó, chúng ta nhớ đến câu kinh thánh Ê-sai 40:31 này: hãy trông đợi Chúa, trông là hướng lòng về Chúa, chờ đợi chương trình hành động của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, sẵn sàng để Chúa tỉa sửa đời sống chúng ta để chúng ta nhận được phước của Chúa qua sức mới, sức lực của Ngài. Để lúc đó chúng ta sẽ là những người cháy để nhận được giải thưởng, nhận được sự khen ngợi của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta đi giữa thế gian này mà không thấy mệt mỏi, mong mỏi. Chúng ta nhận được sức mới của Chúa để chúng ta làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời mà tưởng chừng như là chúng ta không làm được. Tất cả những điều đó, lời của Chúa một lần nữa nhắc nhở chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 2-8: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta nhận được sức mới, hãy để tấm lòng, tâm trí của chúng ta về với Chúa Giêsu, là đấng mà đã hứa với chúng ta rằng ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Hãy đến với Chúa để Chúa thẳng cất đi hết tất cả những sự mệt mỏi, hãy trông đợi Ngài để Ngài thêm sức mới cho chúng ta, Ngài tái tạo cuộc đời chúng ta để chúng ta nhận được sức mới của Chúa, để làm vinh hiển danh của Ngài, làm những việc lớn lao cho vương quốc Đức Chúa Trời. Cầu xin lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ cho tất cả quý ông bà chị em trong hội thánh của Ngài, cả chính mình tôi nữa, để chúng ta có thể ở trong năm mới 2019 này thực sự nhận được sức mới của Chúa, làm công việc Chúa cách nhiều dần hơn, vinh hiển danh của Chúa bày tỏ ra cho cái đường cái cuộc chiến này. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị, ban phước cho hội thánh.